Vâng, thưa các anh chị, muốn đồng hành cùng con. Đồng hành cùng con. Cùng con. Thì việc đầu tiên các anh chị phải đặt cho mình cái tâm thế là mình đồng hành với chúng theo cách nào. Thì thưa các anh chị, trong cuộc sống này để hai con người đồng hành với nhau được thì người ta sử dụng ba cách căn bản. Cách thứ nhất là áp đặt. Áp đặt. Một, tóm lại con phải. Mày phải đi theo bố. Đấy. Thì như thế này, cách áp đặt này chỉ áp đặt với trẻ con mà dưới 10 tuổi thôi. Chứ còn trên 10 tuổi mà áp đặt nó là nó phản đối ngay. Bởi vì nó không hiểu cái mà mình đang làm cho chúng là muốn chúng tốt. Nhưng mà nó rất là khó chịu. Bởi vì cái cách áp đặt như thế nó rất là khó chịu. Đấy, đến vợ mình áp đặt cũng không nổi. Vì hai người ngang nhau nhé, mà áp đặt không nổi. Chưa kể một đứa trẻ mà nó đang được cái tuổi bướng bỉnh, là tuổi 15, 16, thì anh áp đặt làm sao được. Thế thì cái cách áp đặt này là cái cách mà thường cái kiểu như ngày xưa là thời phong kiến thì dùng được. Vì tất cả lúc bấy giờ là nó chung một cái hệ quy chiếu, là phải như thế này, phải như thế kia, thì cha mẹ áp dụng cái này được. Nhưng bây giờ khi mà tất cả cái thế giới công nghệ nó mở toang ra, thì một đứa trẻ nó được tiếp xúc với rất nhiều cái nền văn hóa khác nhau. Và nếu anh áp đặt nó là anh thua. Bởi vì anh áp đặt là áp đặt thường, cái áp đặt này dùng trong cái hành gì ạ? Hành vi. Chứ anh không bao giờ áp đặt được trong suy nghĩ. Vì kiểu của áp đặt là áp đặt hành vi. Con phải bước đi theo bố, có nghĩa là nó bước đi. Nhưng trong đầu nó nghĩ là bước đi theo bố, nhưng đầu nó nghĩ giống bố hay không thì không. Cho nên đây là cách gì ạ? Cách này là cách rất là lạc hậu. Nhưng hiện nay một số ông bố bà mẹ vẫn đang dùng cách này. Cái cách thứ hai là cách dẫn dắt. Dẫn dắt. Dẫn dắt. Tức là cách này dùng để gì ạ? Đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi. À, tại sao con lại không thế này? Tại sao con lại không thế kia? Nhưng tôi thưa với anh chị, nếu tôi với anh chị là hai người xa lạ, tôi chỉ cần đặt câu hỏi thôi. Chị ơi, tại sao chị lại làm thế với con chị? Ngay lập tức trong đầu chị có một cái phản ứng. Thằng này là thằng nào? Nó đặt câu hỏi thế là vì mục tiêu của nó hay là vì mục tiêu của mình? Tức là sẽ xuất hiện sự gì ạ? Nghi hoặc. Nghi hoặc. Nếu đặt câu hỏi sẽ bị nghi hoặc. Và chưa chắc đứa trẻ nó đã trả lời. Ngay tôi hỏi các anh chị đùng cái, tôi là người lạ, tôi hỏi: chị ơi, số điện thoại của chị là bao nhiêu? Ngay lập tức chị không thích. Hay là chị ơi, chồng chị làm cái gì? Tức là khi bắt đầu tập trung đặt câu hỏi dẫn dắt một cái gì đấy, mặc dù tốt, nhưng người ta sẽ bị nghi hoặc. Và cách thứ ba là làm bạn. Nếu khi chúng ta làm bạn rồi thì bắt đầu chúng ta dùng phương pháp nào chúng ta cũng thành công. Đấy. Vậy thì thế nào gọi là làm bạn? Mời các anh chị qua video tiếp theo.